Khi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đối mặt với áp lực nợ xấu khổng lồ và sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý, Trương Mỹ Lan đã lên kế hoạch thâu tóm, chi phối và điều hành toàn bộ hoạt động của SCB để có nguồn vốn lớn phục vụ cho các dự án bất động sản. Bà Lan đã tuyển chọn và đưa các cá nhân thân tín có trình độ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại SCB như hội đồng quản trị, ban giám đốc các chi nhánh lớn và trưởng ban kiểm soát để phục vụ mục đích rút tiền từ SCB. Trương Mỹ Lan là chủ mưu cầm đầu trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết nếu giai đoạn 1 bà Lan thể hiện không hợp tác, không ăn năn hối cải thì sang giai đoạn 2 bà Trương Mỹ Lan đã có sự thay đổi về nhận thức. Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Công bố chi tiết bản án của bà Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm tại ngân hàng SCB. Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, kết luận điều tra của các cơ quan chức năng vẫn khiến dư luận xôn xao về phương thức, thủ đoạn mà bà Trương Mỹ Lan rút 1 triệu tỷ đồng từ SCB rồi đưa số tiền này đi lòng vòng để biến thành tiền bẩn thành tiền sạch. Để thực hiện được hành vi phạm tội này, Trương Mỹ Lan đã xây dựng cho mình đế chế Vạn Thịnh Phát với hệ sinh thái hơn 1.000 công ty con và biến chúng thành cỗ máy rửa tiền. Trương Mỹ Lan thâu tóm, chi phối, điều hành toàn bộ hoạt động của SCB. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Trương Mỹ Lan là chủ tịch của tập đoàn Vạn Thịnh Phát gồm một tập hợp khoảng 1.000 công ty con, công ty liên kết, để có nguồn vốn lớn phục vụ hoạt động của hệ thống công ty trên cũng như việc tiếp tục đầu tư, mua được các dự án bất động sản. Trương Mỹ Lan đã tìm cách thâu tóm, chi phối, điều hành toàn bộ các hoạt động của ngân hàng SCB, trong đó có hoạt động cho vay. Do đó, từ trước thời điểm hợp nhất, Trương Mỹ Lan đã sử dụng phần lớn cổ phần của ba ngân hàng. Sau khi hợp nhất, Trương Mỹ Lan tiếp tục nhờ 73 cổ đông đứng tên sở hữu trên 85% cổ phần của SCB, đồng thời tiếp tục mua và sử dụng cá nhân đứng tên cổ phần SCB để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng này lên tới hơn 91% vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Để nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của SCB, Trương Mỹ Lan đã tuyển chọn, đưa các cá nhân thân tín có trình độ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nghe theo chỉ đạo của Lan vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại ngân hàng SCB, hội đồng quản trị, ban giám đốc các chi nhánh lớn, trưởng ban kiểm soát, trả mức lương cao từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng. Tặng thưởng tiền cổ phần SCB để thông qua các cá nhân này điều hành toàn bộ hoạt động của SCB. Sử dụng ngân hàng SCB như một công cụ tài chính. Bằng cách thâu tóm, nắm giữ cổ phần, chi phối, điều hành hoạt động ngân hàng thông qua các đối tượng chủ chốt, Trương Mỹ Lan đã sử dụng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác, sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống, phục vụ cho mục đích cá nhân. Để rút được tiền, Trương Mỹ Lan đã điều hành, chỉ đạo các cá nhân thân tín giữ vai trò chủ chốt tại SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tổ chức thành lập nhiều bộ phận, đơn vị, công ty, thuê và sử dụng hàng nghìn cá nhân, câu kết chặt chẽ với nhau, đồng thời với các công ty thẩm định giá, triển khai rút tiền. Cụ thể, Trương Mỹ Lan đã thành lập các đơn vị thuộc SCB chỉ để cho vay, giải ngân theo yêu cầu. Chỉ đạo Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB, Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc SCB thành lập 3 đơn vị cho vay để phục vụ các khoản vay gồm Trung tâm Kinh doanh Khách hàng, Wholesale, kênh kinh doanh trực tiếp thuộc khối doanh nghiệp, kênh kinh doanh trực tiếp thuộc khối dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân. Cả 3 đơn vị này có chức năng cho vay như các chi nhánh, nhưng trực thuộc quản lý điều hành của hội sở SCB, không có bộ phận kho quỹ và con dấu riêng mà sử dụng con dấu của các đơn vị khác khi hoạt động và chỉ lập hồ sơ cho vay đối với các khoản vay của Trương Mỹ Lan. Trong đó, từ ngày 3 tháng 6 năm 2020 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022, 3 đơn vị cho vay này đã lập hồ sơ giải ngân cho 396 khoản vay trên tổng dư nợ là 212.725 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc là 185.183 tỷ đồng, nợ lãi trên phí là 27.542 tỷ đồng, chiếm 38,27% dư nợ gốc các khoản vay của Trương Mỹ Lan. Tạo dựng hệ thống chân rết nhằm xóa dấu vết, rút ruột SCB. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thành lập và sử dụng các công ty ma, thuê nhờ các cá nhân đứng tên hồ sơ vay, cổ phần, tài sản đảm bảo, ký kết các chứng từ,
rút, nộp tiền để tạo lập hồ sơ vay vốn khống rút tiền của SCB. Kết quả điều tra xác định có 875 khách hàng gồm 440 cá nhân, 435 pháp nhân đứng tên 1.284 khoản vay được Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhóm đối tượng tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập, thuê hoặc nhờ người đứng tên. Ngoài việc tạo lập các công ty ma đứng tên hồ sơ vay vốn, Trương Mỹ Lan còn câu kết và chỉ đạo các đối tượng là chủ sở hữu đại diện theo pháp luật hoặc được giao quản lý công ty thực tế có hoạt động kinh doanh. Trong đó, Trương Huệ Vân là cháu ruột của Trương Mỹ Lan, được giao quản lý điều hành một số công ty trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Phi Long, tổng giám đốc, Đặng Quang Nguyên, phó tổng giám đốc, công ty Lavi Food, Chu Nap Ki Eric, Chu Lập Cơ, là chồng Trương Mỹ Lan làm chủ tịch công ty cổ phần đầu tư Times Square, để các công ty này đứng tên vay vốn hoặc tạo lập thêm nhiều công ty ma, tạo lập hồ sơ, phương án vay vốn khống, rút tiền của SCB để sử dụng. Giải ngân trước, hợp thức hóa sau. Mỗi khi cần rút tiền, Trương Mỹ Lan chỉ đạo cán bộ ở SCB và đồng phạm tạo lập hồ sơ phương án vay vốn khống để hợp thức, đưa các cá nhân được thuê, nhờ đứng tên khoản vay, đứng tên tài sản, đại diện công ty ma, đến ký vào hồ sơ vay vốn khống, hồ sơ thế chấp, hầu hết là ký vào các giấy tờ trắng đã được đánh dấu sẵn, vị trí cần ký. Các đại diện pháp nhân, cá nhân đứng tên tài khoản vay đều không được thụ hưởng và sử dụng tiền, không biết mình vay và nợ SCB số tiền đặc biệt lớn. Những người đứng tên tài sản đều xác nhận không phải là tài sản của họ. Hầu hết các khoản vay của Trương Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát được giải ngân trước và thực hiện hợp thức sau. Trên hồ sơ các khoản vay thể hiện thời điểm ngân hàng cùng thời điểm ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, nhưng thực tế việc rút tiền tại ngân hàng SCB đã được thực hiện trước khi hợp đồng tín dụng, thủ tục thế chấp, tài sản được hoàn thiện hợp thức. Trong 1.284 khoản vay thuộc trách nhiệm của Trương Mỹ Lan còn dư nợ, có 684 khoản vay với dư nợ là 382.876 tỷ đồng, chưa có thủ tục thế chấp khi giải ngân. Số còn lại, tài sản bảo đảm chủ yếu là cổ phần, quyền tài sản, đặc biệt có 201 khoản vay với dư nợ là 11.686 tỷ đồng, có hồ sơ vay vốn nhưng không có sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền tại SCB. Nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, cắt đứt dòng tiền để chiếm đoạt. Bà Trương Mỹ Lan bị Viện Kiểm sát xác định đã thông đồng cấu kết với công ty thẩm định giá để cấp chứng thư, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, đưa vào hồ sơ vay vốn, đưa tài sản đảm bảo không đủ pháp lý, không đăng ký giao dịch bảo đảm, rút tài sản có giá trị lớn hoán đổi bằng tài sản có giá trị thấp hơn. Cụ thể, nhằm rút tiền từ SCB thông qua thủ đoạn lập hồ sơ vay vốn khống, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cán bộ SCB thông đồng câu kết với các đối tượng tại các công ty thẩm định giá, phát hành các chứng thư thẩm định giá hợp thức các hồ sơ vay vốn của Trương Mỹ Lan. Kết quả điều tra xác định, SCB thuê 19 công ty thẩm định giá trên 46 đối tượng là giám đốc, phó giám đốc, thẩm định viên, nhân viên thực hiện phát hành tham gia phát hành 378 chứng thư có liên quan đến các khoản vay còn dư nợ của nhóm Trương Mỹ Lan. Đơn này đã xác định có 5 công ty thẩm định giá phát hành 23 chứng thư thẩm định giá hợp thức cho các khoản vay của nhóm Trương Mỹ Lan. Để hợp thức hồ sơ được rút tiền, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã dùng nhiều tài sản chưa đủ điều kiện pháp lý, nâng khống giá để đưa vào làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay. Đối với 1.284 khoản vay còn dư nợ thuộc trách nhiệm của Trương Mỹ Lan, có 1.166 mã tài sản có giá trị sổ sách SCB ghi nhận, phân bổ là 1.265.504 tỷ đồng. Nhưng công ty thẩm định giá Hoàng Quân chỉ định giá được 726 trên 1.166 mã tài sản. Số còn lại không định giá được vì lý do các tài sản là cổ phần, cổ phiếu, quyền tài sản, bất động sản không đủ hồ sơ pháp lý tài sản. Khi cần rút các tài sản có pháp lý có giá trị để bán hoặc sử dụng cho các mục đích khác, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện hoán đổi rút các tài sản đảm bảo có giá trị ra khỏi SCB, thay thế bằng các tài sản khác, hầu hết có giá trị thấp hơn tài sản đã rút ra. Để dễ dàng hoán đổi tài sản bảo đảm, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tại SCB không thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định hoặc biến tướng thành quyền tài sản để tránh việc đăng ký giao dịch bảo đảm. Để hợp thức việc rút tiền đã được SCB giải ngân theo phương án khống, cắt đứt che giấu dòng tiền, tránh sự phát hiện xử lý của các cơ quan chức năng, Trương Mỹ Lan chỉ đạo cán bộ dưới quyền lập phương án thực hiện việc giải quỹ bằng việc lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống để sử dụng tiền mà không bị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý đồng thời né tránh việc phải nộp thuế theo quy định của pháp luật, đồng thời cho các cá nhân được thuê đứng tên người thụ hưởng khoản vay, đứng tên cổ phần đến ngân hàng ký chứng từ rút nộp tiền. Các khoản vay khống quá hạn phải hạch toán nợ xấu nhóm 5 trong khi tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bị hạn chế theo quy định của ngân hàng nhà nước. Trương Mỹ Lan không trả nợ mà còn chỉ đạo đồng phạm thực hiện thủ đoạn bán nợ xấu cho công ty quản lý tài sản VAMC và bán nợ trả chậm cho các chính sách công ty ma,
do nhóm Vạn Thịnh Phát thành lập để che giấu một phần số nợ xấu, không phải hạch toán lãi, giảm dư nợ tín dụng nhằm tiếp tục chiếm đoạt tiền của SCB. Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chỉ đạo các đối tượng tại SCB bán nợ xấu cho VAMC, bán nợ các khoản cấp tín dụng trả chậm, cấn trừ nợ 269 khoản vay của 216 khách hàng. 1.000 cổ máy rửa tiền của Trương Mỹ Lan. Cơ quan điều tra xác định hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát có hạt nhân là công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gọi tắt là tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có vốn điều lệ là 13.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Trong hệ thống Vạn Thịnh Phát, hơn 1.000 công ty được chia thành công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, chia thành nhiều tầng lớp với 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau gồm nhóm định chế tài chính, nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nhóm các công ty ma tại Việt Nam và cuối cùng là mạng lưới công ty tại nước ngoài. Người đại diện theo pháp luật là bà Trương Huệ Vân, cháu bà Trương Mỹ Lan. Trong giai đoạn 1 đại án Vạn Thịnh Phát, bà Vân bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động cho vay. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có 4 cổ đông gồm bà Trương Mỹ Lan chiếm 60%, con gái bà là Chu Duyệt Hằng chiếm 10%, Chu Duyệt Phấn chiếm 10%, công ty Emerald đại diện là bà Trương Huệ Vân chiếm 20%. Có 3 doanh nghiệp quan trọng trong vụ án gồm công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula, công ty cổ phần đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú. Các công ty này nắm giữ nhiều dự án lớn như công ty đầu tư Vạn Thịnh Phát có dự án tại khu dân cư Sterling Residence thuộc khu đô thị mới Nam thành phố ở huyện Bình Chánh với quy mô là 264.633m2. Công ty Peninsula sở hữu dự án khu công viên mũi đèn đỏ và khu nhà ở đô thị tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh với mức quy mô dự án gần 1,2 triệu mét vuông. Hiện dự án đang trong quá trình làm thủ tục đầu tư, chưa được phê duyệt dự án, chưa được giao đất. Tòa nhà Times Square tại Nguyễn Huệ thành phố Hồ Chí Minh cũng thuộc sở hữu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Một số công ty có hoạt động kinh doanh tạo doanh thu cho nhóm Vạn Thịnh Phát như công ty Windsor, công ty An Đông, công ty Times Square Việt Nam, công ty Thiên Phúc, công ty Vinamatrix, công ty Bông Sen, công ty Sài Gòn Artisan, công ty Lavifood. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn thành lập nhóm các công ty ma, thuê người đứng tên thành lập công ty với vai trò là người đại diện theo pháp luật, cổ đông, thành viên góp vốn, tìm, đặt, địa chỉ trụ sở, chọn ngành nghề kinh doanh. Nhóm công ty này không có hoạt động kinh doanh, chỉ đứng tên khoản vay, lập phương án vay vốn khống để bà Trương Mỹ Lan hợp thức hóa rút tiền ngân hàng SCB. Quá trình hoạt động, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhóm đối tượng từ tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập, chuyển nhượng, sử dụng hàng ngàn pháp nhân để đứng tên khoản vay, chuyển nhận tiền từ nước ngoài, phát hành trái phiếu, đứng tên các dự án cơ cấu lại sở hữu cổ phần giữa các công ty, chuyển nhượng cổ phần tài sản cho các cá nhân. Việc này nhằm mục đích nâng giá trị tài sản, lập phương án rút tiền ra khỏi ngân hàng SCB. Tại cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan khai khi các khoản vay trước tại ngân hàng SCB đến hạn mà không có tiền, bà Lan sẽ đi gặp bạn bè mượn tài sản, dự án hoặc lấy tài sản của mình đưa vào các tài sản bảo đảm để vay mới, lấy tiền ra rồi xử lý các khoản vay trước đó. Tài sản này thường không đủ giá trị để bảo đảm giải quyết số tiền cho vay. Để giải quyết việc này, bà Lan chỉ đạo thuê thẩm định giá nâng giá trị tài sản bảo đảm. Đáng chú ý, khi cần chuyển nhượng mua bán tài sản, dự án với các đối tác, bà Trương Mỹ Lan sử dụng ngân hàng SCB làm công cụ rút tiền. Theo kết luận điều tra, cuối năm 2020, bà Lan muốn chuyển nhượng cho công ty Tường Việt dự án Thanh Yến với giá 2.500 tỷ đồng. Phía công ty Tường Việt không cần thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB để nhận nợ. Bà Trương Mỹ Lan yêu cầu số tiền nhận nợ là 3.500 tỷ đồng, trong đó 2.500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng dự án, 1.000 tỷ đồng bà Lan sử dụng và có trách nhiệm trả SCB. Sau đó nhóm Tường Việt phối hợp với các cá nhân, nhân sự SCB, lập khống hồ sơ hai khoản vay và được giải ngân 3.500 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân công ty để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà Lan. Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cháu gái Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức. Theo kết quả điều tra, Trương Huệ Vân được Trương Mỹ Lan tin tưởng giao làm cổ đông, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, bổ nhiệm tổng giám đốc năm 2015, thành viên hội đồng quản trị công ty An Đông, vốn góp thực chất của Trương Mỹ Lan cho Huệ Vân nắm giữ. Tuy nhiên, cô cháu gái không trực tiếp điều hành quyết định các vấn đề về tài chính của hai công ty An Đông và WMC mà đều do bà Trương Mỹ Lan điều hành.
Theo lời khai của Huệ Vân, việc công ty An Đông phát hành trái phiếu là theo chủ trương của Trương Mỹ Lan. Dù là thành viên hội đồng quản trị công ty An Đông, nhưng Huệ Vân chưa từng họp hay được thông báo về việc phát hành trái phiếu, mà chỉ được nhân viên đưa đến bộ hợp đồng mua bán trái phiếu và các chứng từ liên quan đã có đủ chữ ký của Nguyễn Hữu Hiệu, phó tổng giám đốc tài chính công ty Windsor. Vân khai tin tưởng hoàn toàn vào chủ trương của bà Lan và tin tưởng mọi việc đã được ông Nguyễn Hữu Hiệu kiểm tra, kiểm soát nội dung nên đã ký toàn bộ hợp đồng chứng từ liên quan. Liên quan đến việc phát hành trái phiếu công ty An Đông, Huệ Vân đã ký nhiều hợp đồng chứng từ để công ty Windsor đặt mua các gói trái phiếu An Đông với tổng số tiền hơn 13.000 tỷ đồng. Trương Huệ Vân thừa nhận công ty Windsor không có nhu cầu và cũng không có 13.000 tỷ đồng để mua trái phiếu. Do tin vào chủ trương của bà Trương Mỹ Lan, Huệ Vân đã ký các hợp đồng chứng từ chuyển tiền cho công ty An Đông với tổng số tiền hơn 13.000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Huệ Vân thừa nhận sai phạm, giải trình rằng vì tin tưởng nên cô đã lập, ký các chứng từ khống để tạo lập trái phiếu. Huệ Vân cũng khai không được hưởng lợi gì và đã tự nguyện nộp tiền khắc phục một phần hậu quả vụ án. Cơ quan điều tra cho rằng, xuyên suốt vụ án, từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, vai trò của Vân là người làm công hưởng lương, làm theo sự chỉ đạo của cấp trên, không được hưởng lợi. Hơn nữa, bị can đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và hợp tác tích cực với cơ quan điều tra. Có nhân thân tốt nên cơ quan điều tra đề nghị cơ quan tố tụng xem xét khi lượng hình. Ở giai đoạn 1 của vụ án, Trương Huệ Vân với tư cách là cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phải nhận 17 năm tù về tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan, thực hiện hành vi tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra, Trương Huệ Vân đã thực hiện theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan cho thành lập sử dụng nhiều pháp nhân để lập hồ sơ vay vốn khống. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. Từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập hàng trăm khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB. Trong 10 năm, Trương Mỹ Lan đã rửa số tiền 4,5 tỷ USD. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự số 13 và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan. Quá trình điều tra giai đoạn 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã điều tra và kết luận 3 hành vi phạm tội. Thứ nhất là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành 25 gói trái phiếu khống, hơn 308 triệu trái phiếu, không có tài sản đảm bảo, mất khả năng thanh toán. Các gói trái phiếu này do 4 pháp nhân phát hành gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị các gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng. Đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư. Thứ hai là hành vi rửa tiền đối với số tiền 445.747 tỷ đồng, trong đó có 415.666 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của SCB và 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thứ ba là hành vi vận chuyển tiền trái phép qua biên giới đối với số tiền 4,5 tỷ USD, tương đương 106.730 tỷ đồng. Đối với hành vi này, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là đối tượng chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các bị can, đối tượng liên quan tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cụ thể, bà Trương Mỹ Lan và các bị can đã thành lập các công ty ma, không có bộ máy nhân sự hoạt động thực tế, thuê người đứng tên thành lập công ty, sở hữu cổ phần, tài sản, khoản vay, ký khống tài liệu, phục vụ cho các hoạt động tài chính của tập đoàn. Cơ quan điều tra thu thập được danh sách gồm 1.470 công ty và gần 1.800 cá nhân đứng tên để thành lập doanh nghiệp đứng tên khoản vay, cổ phần tài sản, ký khống tài liệu chứng từ, trong đó có 21 công ty liên quan đến hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài như công ty Golden Hill, công ty Blue Pearl, công ty Vinaland Việt Nam, công ty Capital Land Tower. Nhiều công ty được thành lập ở nước ngoài có trụ sở tại quần đảo Virgin thuộc Vương quốc Anh. Các công ty này đã được bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm sử dụng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật. Hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài của bà Trương Mỹ Lan và các bị can khác
kéo dài trong 10 năm, từ 2012 đến 2022, có 21 công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát thực hiện các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. Tổng số tiền được vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng, trong đó tiền chuyển ra nước ngoài là 1,5 tỷ USD, tiền nhận từ nước ngoài là 3 tỷ USD. Dưới sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, các đối tượng thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã câu kết với các nhân viên ngân hàng SCB thực hiện việc chuyển tiền quốc tế. Để có căn cứ chuyển tiền, các đối tượng lập 3 dạng hợp đồng gồm các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp, các hợp đồng vay tiền, hợp đồng tư vấn giữa các công ty ở Việt Nam và công ty nước ngoài. Các hợp đồng này đều là những hợp đồng khống nhằm hợp thức việc chuyển tiền. Các công ty chuyển tiền, nhận tiền đều là công ty ma, không có bộ máy nhân sự, không có hoạt động thực tế. Việc chuyển tiền, nhận tiền từ nước ngoài được thực hiện tại 3 chi nhánh của ngân hàng SCB, gồm Sài Gòn, Cống Quỳnh và Bến Thành. Các thủ tục vận chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện, như thiếu văn bản xác nhận về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng, chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để thể hiện việc nhượng đã hoàn tất, chứng từ thể hiện công ty ở nước ngoài đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế, thiếu thông tin về mục đích chuyển tiền. Trường hợp thiếu các điều kiện này thì giao dịch sẽ bị hệ thống tự động khóa. Tuy nhiên, các đối tượng có thẩm quyền ở ngân hàng SCB vẫn duyệt mở khóa trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế. Tại ngân hàng SCB, một số đối tượng có thẩm quyền như bị can Trương Khánh Hoàng, cựu phó tổng giám đốc, quyền tổng giám đốc, bị can Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc, Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch đã ký duyệt nhiều lệnh chuyển tiền ra nước ngoài cho các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Các giao dịch chuyển tiền này đều không đủ điều kiện theo quy định pháp luật, tuy nhiên các bị can này vẫn duyệt cho chuyển tiền. Trong đó, bị can Trương Khánh Hoàng là người đã duyệt mở khóa hệ thống để hạch toán 106 giao dịch chuyển tiền. Bà Trương Mỹ Lan và những con rối giúp sức tích cực. Ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mức án tử hình về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, đưa hối lộ và tham ô tài sản. Những bị cáo còn lại trong vụ án bị tòa phạt mức án từ 3 năm tù treo tới tù chung thân về một trong các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Căn cứ vào hồ sơ vụ án và kết quả thẩm tra tại tòa, hội đồng xét xử cho rằng có đủ cơ sở xác định bà Trương Mỹ Lan là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhiều công ty khác trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Mặc dù bị cáo Trương Mỹ Lan không thừa nhận hành vi phạm tội, hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định bà Lan đã nắm giữ cổ phần hơn 91,5% của ngân hàng SCB, nắm quyền chi phối gần như tuyệt đối tại SCB. Hội đồng xét xử nhận định lời khai của bị cáo Lan và luật sư bào chữa cho rằng bà Lan chỉ nắm 15%, còn lại là của cổ đông nước ngoài và nhờ bạn bè đứng tên là không có căn cứ, không có cơ sở chấp nhận. Theo hội đồng xét xử, các bị cáo bất chấp quy định của pháp luật, thậm chí giải ngân trước, hợp thức hóa hồ sơ sau. Bị cáo Trương Mỹ Lan trở thành người có quyền quyết định cao nhất tại SCB, đủ dấu hiệu về mặt chủ thể có chức vụ quyền hạn của tội tham ô tài sản. Hội đồng xét xử khẳng định, lời bào chữa cho rằng bị cáo Lan không có vai trò gì tại SCB là không có căn cứ, không được tòa chấp nhận. Hội đồng xét xử nhận định có đủ cơ sở xác định bị cáo phạm vào các tội danh như cáo trạng truy tố. Hậu quả do bị cáo Lan và đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn với SCB, đẩy nhà băng vào tình trạng mất thanh khoản, gây hoang mang cho các khách hàng, người dân. Hành vi của 86 bị cáo mang tính có tổ chức, trong đó Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo hành vi phạm tội. Ngoài mức án nêu trên, tòa buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022. Tương đương số tiền là 673.849 tỷ đồng. Tòa quyết định tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo, những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án nghĩa vụ tương ứng. Bên cạnh đó, tòa tuyên tiếp tục kê biên hàng loạt các tài sản có liên quan tới vụ án, cũng như kiến nghị làm rõ nhiều nội dung khác. Ngày 26 tháng 4, từ trại giam, bà Trương Mỹ Lan đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Trước đó, trong phiên tòa, ngày 11 tháng 3 của phiên xử sơ thẩm đại án Vạn Thịnh Phát, là người được đại diện Viện Kiểm sát xét hỏi đầu tiên, bị cáo Trương Khánh Hoàng, quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB khai, biết được Trương Mỹ Lan là chủ thực sự của ngân hàng, là căn cứ vào thời điểm tháng 9 năm 2019 khi vào làm việc tại ngân hàng, được bị cáo Lan dẫn vào các cuộc họp lãnh đạo SCB. Trong cuộc họp, chị Lan có những chỉ đạo liên quan đến tín dụng và giải ngân.
Trên thực tế, Trương Mỹ Lan là người quyết định cho bị cáo được bổ nhiệm phó tổng giám đốc rồi quyền giám đốc ngân hàng SCB. Khi đó Trương Mỹ Lan nói bị cáo gặp Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc SCB để được sắp xếp vị trí. Ngoài bị cáo thì còn có Trần Thị Mỹ Dung cũng được Trương Mỹ Lan sắp xếp bổ nhiệm, Hoàng khai. Về việc rút tiền ra khỏi SCB, Hoàng khai trước khi Trương Mỹ Lan cần tiền thì sẽ họp với lãnh đạo SCB và chỉ đạo bị cáo là đầu mối để lập hồ sơ, tài sản đảm bảo và số tiền cần giải ngân. Trong số những lần cần rút tiền thì một phần sẽ tổ chức các cuộc họp, một phần Trương Mỹ Lan gọi điện riêng cho bị cáo để chỉ đạo. Ngoài ra, trong một số cuộc họp của ngân hàng SCB còn có sự có mặt của Trương Huệ Vân, tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát tham gia. Khai về cách thức Trương Mỹ Lan chuyển tiền ra nước ngoài, Trương Khánh Hoàng cho biết bản thân là quyền tổng giám đốc nên bị cáo đã phê duyệt nhiều lệnh chuyển tiền ra nước ngoài để thanh toán mua cổ phần các công ty nước ngoài và chuyển tiền đặt cọc để mua tài sản ở nước ngoài cho Trương Mỹ Lan. Sau đó là làm thủ tục hủy cọc, từ đó số tiền gối đầu qua các lần chuyển ra nước ngoài là rất lớn. Cạnh đó, bị cáo còn phê duyệt nhiều lệnh chuyển tiền để thanh toán các khoản tiền trong thẻ tín dụng khi Trương Mỹ Lan đi nước ngoài. Người được Viện Kiểm sát thẩm vấn tiếp theo là bị cáo Bùi Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB. Ông Dũng khai Trương Mỹ Lan là người quyết định nhân sự cấp cao của Ngân hàng SCB. Trên sổ sách thì Trương Mỹ Lan chiếm khoảng 4,9% cổ phần, nhưng bản thân bị cáo Dũng phỏng đoán bà Lan nắm số lượng lớn cổ phần nhưng không biết là bao nhiêu. Tiếp đến, Viện Kiểm sát hỏi bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, ai là người quyết định hoạt động của SCB, trong đó có việc quyết định nhân sự của SCB. Văn khai trước khi vào làm việc cho SCB thì không biết Trương Mỹ Lan là ai. Sau đó, được Nguyễn Thị Thu Sương trực tiếp phỏng vấn, Sương cùng với Đinh Văn Thành giới thiệu bị cáo đến gặp Trương Mỹ Lan và được giới thiệu Lan là cổ đông lớn của ngân hàng. Sau khi trình bày, bị cáo Văn chốt lại bản thân được làm tổng giám đốc là có ý kiến của Trương Mỹ Lan. Cáo trạng xác định các bị cáo trong vụ án đã thành lập 3 đơn vị cho vay chỉ để phục vụ cho các khoản vay của Trương Mỹ Lan gồm 1. Trung tâm kinh doanh khách hàng Wholesale 2. Kênh kinh doanh trực tiếp thuộc khối doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc là Hub kinh doanh trực tiếp khách hàng doanh nghiệp. 3. Kênh kinh doanh trực tiếp thuộc khối dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân. 3 trung tâm này trực thuộc hội sở ngân hàng SCB có chức năng giải ngân nhưng không có bộ phận kho quỹ và con dấu riêng mà sử dụng con dấu của đơn vị khác khi hoạt động và chỉ lập hồ sơ cho vay đối với các khoản vay của Trương Mỹ Lan. Từ ngày 3 tháng 6 năm 2020 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022, 3 đơn vị cho vay trên đã lập hồ sơ giải ngân cho 396 khoản vay trên tổng dư nợ là 212.725 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc là 185.183 tỷ đồng, nợ trên lãi phí là 27.542 tỷ đồng, chiếm 38,27% dư nợ gốc các khoản vay của Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, để thực hiện đến bước rút tiền ra khỏi SCB một cách thuận lợi, thì Trương Mỹ Lan đã tổ chức một hệ sinh thái gồm 1.000 công ty chia thành nhiều tầng lớp với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên pháp nhân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!